Giờ tôi bà đang về với ông. Tôi đã về với mình đây. Nhưng tôi còn đâu mảnh ngân hàng nữa. Tôi đã chết rồi mà con đâu ở. Tôi cảm thấy biết chừng nào. Các bạn của tôi ơi, tôi phải về để nói cho các bạn biết rằng tôi đã chết. Địa ngục, cái chết thật là quá ớn, thật là vô nghĩa. Nhưng lúc tôi biết thì đã quá muộn rồi. Các bạn còn sống, còn có người các bạn gặp được người thân yêu của các bạn. Các bạn không biết tôi nói gì. Trả giờ các bạn, anh muốn mau đi, nhất quyết mau đi, lìa bỏ đi các bạn. Nếu không thì, không thể tránh được cái chết cảm thương như tôi. Trả giờ đi các bạn ơi, đã không thể quá muộn rồi, quá trễ rồi. Trả giờ đi, về đi. Về đi các bạn. Về đi.